Kính thưa quý vị, vì ham hai chữ giải thoát mà mười mấy năm tu hành, tôi cứ mê muội, chạy theo cái bóng ảo. Tôi thấy vẫn chưa đáp ứng được ý nguyện của mình, nên hàng đêm tôi lang thang trên trang mạng, nghe các quý sư thầy giảng pháp. Tự nhiên, tôi bắt gặp dòng chữ: hành đúng lời Phật dạy, chắc chắn được giải thoát. Tôi đọc mà bị cuốn hút, quên cả thời gian. Tôi hay đọc sách Phật giáo, nhưng chưa bao giờ lại bị cuốn hút đến như vậy. Vì tôi chưa thấy bộ sách nào dạy con đường giác ngộ và giải thoát.